Quang Ai Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh thấy có khán giả đi vô hỏi Duy Minh, hỏi bà một của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ở đâu, nghe quý cô chú anh chị. Thì nó nước ấy con nước bình lọc đó con, cái này cũng được. Chú ha. Dạ, chào chị nha. Mới Vũng Tàu lên. À, em chào chị nhé. Dạ, hai chị đi chung ha. Dạ đi chung. Em chào chị nha, thì em chào chị nhé. Hai chị em. Nước chị ơi, uống nước. Uống nước à. Chị gái từ Vũng Tàu. Tới gái hả? Lại rồi. Thấy để đây ngon ha, chút xíu mình để đây. Mình để làm cái kệ bảo tàng là đẹp luôn á. Để cho chị cúng xong đi, tí xíu mình thỉnh lên. Để cho chị cúng xong đi, chút mình thỉnh lên. Chút xíu thỉnh qua đó. Có thể mình để đây cũng được anh. Cái sao? Không, dạ, bé đâu nè, bé cầm nhạc. Thôi ô, bé này là con ai đây? Ủa sao mình không chạy ra đây luôn chị? Tài xế đậu đâu dưới kia không? Mình điện chạy ra đây luôn chị. Tài xế bí lặng quá. Không biết đường đi chạy vòng vòng đấy nè. Trời, chị đi xe bốn chỗ mà chị tài xế không biết đường chạy mà chị đi bộ chị lội chị kiếm. Chị điện chị điện tài xế chạy ra đây luôn chị. Để hoan hò mình mất cái đi lộ bộ nữa. Em biết sao à, anh tài xế á, là ảnh sợ mấy anh em mình ghi hình. Cho nên ảnh dạ. Dạ. Hỏi đi chị, để em chụp cho về lên kênh em xem được rồi. Kênh gì? 15S Bình Dương. Duy Minh Vlog. Khó à, chụp lên. Dạ, để em chụp cho nha. À. Trời ơi, bữa nay em quay 4K chất lượng. Chúc anh xem đi. 4K luôn hả? Chú Âu Vàng. Chú Âu Vàng, chú chụp đi chú Âu Vàng. Ông tím rồi đúng rồi, ở đây rồi, ông tím rồi mà. Đó. Bé bé cho họ bánh. Kéo bé này ra luôn chị. Đây Ngọc. Thấy hình chú nha. Không á, ít khi coi cái lương á, nhưng mà Vũ Linh chết á, mình cảm thấy cũng tiếc rồi. 7kg, em mới nói giờ lên gặp chắc, giờ lên gặp mộ chắc lên lại 7kg nữa đó. Lên lại 7kg. Mình ngủ không được. Chị nghĩ cũng ít ngủ, cứ mơ cái lương Vũ Linh đó mà. Cái hình con đâu chị? Đi chị chụp máy chị đi, máy em cũ lắm, em chụp. Chị em hả, sao chị? Cô chụp hả? Mình tự chụp hả? Em chụp cho. Dạ đúng.
Rồi, quý quá của chú anh chị ạ. Chú từ khi mà chú mất tới giờ là gần 7 tháng thì chị đây cũng sụp 7 kg luôn quý chú anh chị. Đi không nhìn lên đây nha. Có hay ra biển tắm không? Cũng lâu lâu rồi, mẹ con nói hồi nãy lên xe rồi mẹ con nói là một tháng sau một tháng đi một lần. Vậy hả? Tháng đi một lần hả? Nhà con ra biển. Cô cái chú nha. Ôi giỏi hả? Chào các chú, chú à. Ngọc đứng đây đi, mẹ chụp cho Ngọc mời. Chào các chú, các chú nha. Ngọc đứng đây mẹ chụp cho Ngọc mời. À, mẹ của bé ha quý chú anh chị. Chào các chú. Ồ tầm riêng luôn ha. Quá tuyệt vời luôn ha quý vị. Xong chưa? Rồi. Rắc rồi. Ừ. Bé mày chị ngày nào cũng ở đây hả? Dạ đúng rồi chị. Mình ở Ngọc Hà phải không? Ngọc là Ngọc Hà. Cho có trong bài ca trong cổ. Thị xã Phú Mỹ. Đó mình ra biển sao không chị? Đi xuống sát thịt tây nữa. Hả? À. Đi lên đây là lên đây 2 tiếng á. À, nghe nói là cái thông tin là chút xíu nữa chị Hùng Loan lên đúng không? Có, đúng rồi. Anh đâu biết đâu. Bây giờ anh live stream có khán giả. Đó. Dạ. Không biết giờ nhá. Biết giờ. Là. Mừng. Nghe. Ồ mừng quá hả? Ồ sao mừng dữ hả con? Ồ nghe Duy Minh nói là con hay coi cô Hồng Loan lắm không? À, chị Hồng Loan sắp lên thì bé mừng quá tràn luôn quý cô chú chị ơi. Em buôn là cái em mà con của rồi con trai đó. Không phải, cháu. Cháu. Rồi, vậy là biết hết luôn ha. TV. Facebook, Facebook hả? TikTok hả? Con thấy con coi với mẹ. À, Facebook với TikTok đúng không? Con không có TikTok. Có Facebook thôi phải không? Facebook thôi. Thì là hay thường xem Facebook của chị Hồng Loan nè. Đó, hay live stream nè. Là cái quyển mình sẽ gặp ở Đồng Nai á. Thanh Nhí của chị Hồng Loan. Nghe tên là chị Hồng Loan lên là Thanh Nhí mừng lắm. Mừng quá tàn luôn. Anh Ốc Tiêu. Dạ. Nghe nói gì em Ốc Tiêu. Em Ốc Tiêu. Nghe nói là chị Hồng Loan đăng lên hả? Dạ. À, cái giờ comment cho em nói chị á. Gì hả? Dạ. Ồ. Có xong không hỏi lại là chính xác không? Được rồi. Khán giả đâu rồi? Đọc comment khán giả coi coi. Đâu coi khán giả. Nè, Ốc Tiêu đang comment đang like quý anh chị thì có khán giả nói là Hồng Loan đăng lên. Yeah, chào em, chúc em ngày mới vui vẻ, thành công trong công việc. Rồi em chào chị Thu Trần luôn nha. Chị Thu Trần, Di Minh đọc thay comment giùm Ốc Tiêu ha chị. Đó, coi vút lên nó coi, Ốc Tiêu rồi. Nay thứ bảy. Thứ bảy sao? Mà ít khán giả quá. Chào 21 khán giả đang xem trên kênh của Ốc Tiêu nha. Thì chào em trai ngày mới vui vẻ nhé. Chủ kênh Ốc Tiêu rồi. Chủ kênh nè. Cái mũi tên nó che lại hoài ta. À, em thành công. Chị chắc chị chúc em thành công và sớm mau gì trời. Mau cái gì mà nó che cái mũi tên là không thấy đường luôn á. Mất tiêu của tên nữa thấy không? Kênh của em thành công và sớm mau phát triển nhé. Ồ, 21 người mà 22 like luôn. Chúc 21 bà con cô bác trên kênh của Ốc Tiêu nhiều sức khỏe nha. Nhớ nhấn like đăng ký kênh YouTube của Ốc Tiêu ha. Đó, và nhớ cho Duy Minh một like luôn nha bà con. Còn ông Tiêu ông là ông để ở đây ông đi đâu rồi ta? Đi tiếp Nhi. Gì hả? Còn ông không đem bạn ô có bà cụ, ông cụ ha. Ông dâu đâu ta, cái áo cho ông. Ủa này có áo ông cụ luôn hả? Có
Ồ. Chào ông cụ. Sao đi lấy áo cho ông cụ? Rồi, có rồi, để cho ông cụ nhang đâu đi. Hôm nay 15 hết đặt áo luôn cho ông cụ luôn rồi. Bữa nay được. Áo rồi đó. Dạ. Thấy áo đẹp quá. Dạ. Dạ, cô chào cậu hai nha. Hình như là áo mình đặt 2 bữa trước thôi đúng không? Ông Tiên. Ủa tí. Tí, tí. Có mấy bữa rồi. Đúng rồi. Em nghe anh nghe em nói đặt áo rồi. Cho nên là đúng là đợi tới dịp đặt nhưng mà tí nó đặt trước luôn rồi chị. Ông làng nào hả? Lấy áo luôn nha. Lấy áo chào cho ông luôn chứ. Chiếc áo. À, tí ra, tí ra. Tí ra. Tí ra. Mua được. Dạ. Cầu 200. Tương bình hẹp tương bình kia nha. Ngày 6 hôm trước thì cậu 6 đến, cậu 6 có chia sẻ. Khóc rồi, khóc rồi. Hai lấy áo thì anh Hai. Nhận áo. Áo gì? Áo cam. Alo, mà áo hết nha. Anh bận không? Anh bận anh. Áo màu cam ha. Chị áo màu cam. Có hình logo màu cam. Logo bên trên luôn. Bên trên luôn. Đó. Tâm luôn, dạ, tâm luôn. Mình. Áo này hơi to nghe. Mặt trước mà sao nha, dạ, đó mặt trước dạ. Có không? Rồi. Chiếc áo. Chị này cũng đang mặc áo luôn. Vừa không chị? Ồ, cái này vừa nè. Ồ, vừa luôn ha. Áo nghệ sĩ của Tú Vũ Linh quý anh chị. Người hâm mộ của cậu Năm. Đúng rồi hai à. Ba ha. Đó quý quý gì ơi, à, chào chiếc áo. Này áo màu cam. Nổi. Màu cam. À chiếc áo mà nổi bật quý anh chị. Áo màu cam ha. Chiếc áo màu cam thì vừa mình đã làm cái mẫu rồi ha quý anh chị, hôm trước rồi. Con nổi lấy thêm. Đó. Mà con cho nó thêm nhiều lắm. Đây là khán giả cũng rất là hâm mộ chú Vũ Linh luôn quý vị. Chiếc áo màu cam. Đây còn chị thì ốc tiêu rồi. Ốc tiêu đâu ta? Bên kia nữa hả? Ồ chiếc áo màu cam. Này của chị hả? Của bà chị hả? Của bà chị mà chị thử được không? Không. Tại cái tên này cái của ai nữa mà. Ai nữa mà. Cô ba hoa. Cô ba hoa. Đó, bữa nay cậu ở nhà. Trời ơi, hôm nay là đi lên là nhận áo luôn rồi. Nói bữa nay nhận áo chắc có thể là cậu hai đi với bạn. Em gái này chắc con của chị quá. Đúng không? Khán giả. Cậu hai là đi trước luôn tiên phong luôn. Dạ, tụi con. Tiên phong màu cam. Màu cam rất là nổi. À, nghe nói thì hồng hồng lon lên ha quý chú chị, thì để mình hỏi coi chính xác hay không quý chú chị ơi. Thì thông báo cho bà con ha, hai cái áo cũng rất là đẹp luôn ha quý chú chị, có tên và hình của chú Vũ Linh ha quý chú chị.
mãi mãi thương nhớ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À, cái câu đây là cái câu mà Duy Minh đã đặt đó quý anh chị. À, mãi mãi thương nhớ Duy Minh và gợi ý cho khán giả. Xong rồi khán giả là chị Vi Vi Trần. À, chị mở là chốt luôn cái câu này luôn ha quý anh chị. Lan Quỳnh và cái tên. Hôm nay mình đổi món nữa hả chị? Ông tôi bữa nãy khán giả nói là chị em non lên đúng không? Dạ đúng rồi anh. Vậy hả? Bữa nay có trả không ta? Mấy chục phần trăm? Có thể mấy hai tờ người chị chưa lên á. Hình như 100% tại vì... 100% luôn hả? Những gì khán giả comment cho em nói là ai cũng nói chị hết trơn á. Ai cũng nói chị hôm nay sẽ lên. Nhưng mà thời gian thì chưa biết chính xác ha. Dạ. Đang trên đường lên ha. Dạ. Ồ. Nói là đang trên xe lên luôn. Gì hả? Là tiệm lên đem like hay sao á. Chắc là vậy quá. Chắc anh phải xem đợi cái trong ấy rồi. Dạ. Thì anh Quynh nhớ biết à. Hả? Gọi anh Quynh á. Quynh hả? Gọi thử thôi anh. Gọi thử đi. Tên gọi anh Quynh biết à. Gọi đi. Cho ông Trọng, ông Trọng nhớ mà. Ờ à, gọi đi thử coi. Tôi gọi chuẩn bị gọi ông. Bận rồi. Gì hả? Gọi mấy người mới dưới rồi. Tôi gọi đó. Cô chờ tôi. Cái mắt đâu bận không? Trời ơi. Đang ở đây không? Cái này mệt hai đủ rồi. Cái này để đây. Cô mắc ra. Đây, ốc view tắt ngồi đây. Sao tắt nữa hả? View tắt cái quan đang ngoài đây không kịp phối không? Gì? Ồ, bà cậu gì luôn hả? Đi vòng cái gì luôn hả? Dạ, gì. Chứ mà sức khỏe cũng không được tốt nên biến hấp nhang rồi vào đường. Nên thì nói không hứa trước hả? Nhưng mà rất là vui ha. Ý là hứa một ngày lên nữa là không hứa trước. Ồ, khán giả, ông hứa chuyện gì? Đây, bên trong đây thì... chị Nhi đang cúng cho chú thì con nghe quý vị đây để giúp mình đi qua lại nha, đào lại mẫu của chú Vũ Linh ha quý chú chị. Khán giả cũng đến đông, chị này thì ở Vũng Tàu ha. Cho em qua cái rồi cho anh chụp ha. Quang à, quý cái chú anh chị thì đúng rồi. Thì Hồng Loan đang lên mộ nãy giờ cũng cả tiếng rồi quý cái chú anh chị. Thì video đây thì vì mình xem là một cái video của một người anh ở dưới là lên xe rồi chuẩn bị lên đây ha quý cô chú anh chị đó. Hả? Thì đúng rồi đang lên thấy rồi đó, mong rằng bà con cô bác đón xem video ha. Chị Hồng Loan lên ha quý cô chú anh chị, hôm nay có đem cúng đó luôn ha quý cô chú anh chị. Bây giờ mình xin chào bà con, hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.